Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày giá hơi, hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc có xu hướng tăng, các doanh nghiệp chăn nuôi cũng bắt đầu điều chỉnh giá heo thịt bán ra. Cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc đã bỏ chiết khấu 1.000 đồng trên 1 kg đối với heo thịt bán ra và điều này tức là giá heo hơi sẽ có xu hướng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Và sự điều chỉnh được doanh nghiệp đưa ra sau nhiều ngày giá hơi ở thị trường miền Bắc có xu hướng tăng. Hiện giá heo hơi ở trong dân của các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình đã nhỉnh hơn so với những ngày trước. Mặt bằng chung trong ngày hôm nay các địa phương này phổ biến xa quanh từ 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg vẫn có nhưng không phổ biến nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực này. Bên cạnh đó, các địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi như là Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có xu hướng tăng thêm với mức giá phổ biến trong ngày hôm nay giao quanh từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí rải rác ở tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mức giá 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực vùng cao, đặc biệt là Sơn La, Lai Châu, Điện Biên hay là khu vực Lào Cai Yên Bái trong ngày hôm nay cũng có mức giá cao, nhiều địa phương đã đạt mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay khá ổn định. Một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ từ Đồng Nai cho đến thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá giao động bình quân là 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu miền Tây Nam Bộ phải kể đến có mức giá cao như là Cần Thơ, Đồng Tháp hay là đối với tỉnh An Giang. Tuy nhiên, ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiều nơi vẫn chỉ báo giá ra quanh từ 53 cho đến 54.000 đồng. Phải kể đến các địa phương có mức giá đó là Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là đối với tỉnh Hậu Giang. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi với mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá này xuất hiện ở hầu hết các địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông trong khi đó, các tỉnh ở khu miền Trung, đặc biệt là một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ, xuất hiện mức giá 56 cho đến 58.000 đồng ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, khoảng cách giá giữa các địa phương này khá lớn. Thanh Hóa có mức giá cao thì Quảng Trị, Quảng Bình hay là Thừa Thiên Huế lại có mức giá thấp hơn, dao động từ 52 cho đến 56.000 đồng. Thị trường miền Nam Trung Bộ, một số địa phương có mức giá thấp như là Quảng Ngãi, Bình Định hay là đối với tỉnh Phú Yên trong khi đó, Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến do quanh từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Theo một số chủ trang trại ở tỉnh Bình Định, giá heo hơi hiện nay ở thị trường miền Nam Trung Bộ đang có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng đã tăng xưa rõ ràng. Chính vì vậy mà các địa phương ở khu vực này giá vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các địa phương khác. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận giá heo hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2022 ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, các địa phương có mức giá rất cao, nhiều nơi đã vượt mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể theo ghi nhận, Hà Nội trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá đỉnh điểm trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá ra quanh từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 57 cho đến 61.000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng chạm mốc 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có mức giá bình quân từ 57 cho đến 61.000 đồng. Hà Nam heo chọn loại 1 có mức giá bình quân từ 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh dao động từ 56 cho đến 60.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng có mức giá dao động từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hòa Bình dao động 55 cho đến 58.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá 56 cho đến 60.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng dao động 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu kim sơn của tỉnh Ninh Bình có mức giá khá cao, 58 cho đến 59.000 đồng trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi như là Thái Nguyên phổ biến mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng. Vĩnh Phúc giao động mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 55 cho đến 58.000 đồng. Bắc Giang cũng đạt mức giá 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Tuyên Quang phổ biến 55 cho đến 58.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Văn Quan có mức giá khá cao 57.000 đồng. Trong khi đó ở khu Cao Lộc nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 55 cho đến 56.000 đồng ở tỉnh Lạng Sơn. Cao Bằng cũng phổ biến trong 55 cho đến 56.000 đồng. Lào Cai có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó Yên Bái 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cuộc nghĩa lộ của Yên Bái, nhiều hộ chăn nuôi báo giá bình quân 55 năm năm cho đến 56.000 đồng trong sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, một số hộ chăn nuôi báo giá cục Lai Châu và Điện Biên có mức giá bình quân 57.000 đồng. Xuân La giao động 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực chợ đồn của Bắc Cạn có mức giá bình quân 56.000 đồng trong ngày hôm nay đối với heo đẹp, xấu thì phổ biến 53 cho đến 54.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Trung trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động như Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An và Hà Tĩnh thấp hơn một giá khi hai địa phương này lần lượt có mức giá dao động 53 cho đến 57.000 đồng. Quảng Bình có mức giá bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị cũng có mức giá tương tự 52 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó Huế bình quân 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương khác ở thị trường miền Trung như Đà Nẵng phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Nam 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi bình quân từ 50 cho đến 54.000 đồng. Bình Định có mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Ninh Thuận trong ngày hôm nay dao động từ 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Thuận nhìn hơn một giá khi địa phương này báo giá 53 cho đến 55.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay bình quân 54.000 đồng trên 1 kg. Tùy phòng 55.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Nguyên như Gia Lai có mức giá bình quân 53 cho đến 56.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó Lâm Đồng có mức giá cao hơn, nhiều địa phương báo giá 54 cho đến 56.000 đồng. Còn Tùng phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Đối với thị trường miền Nam, giá heo hơi ít có sự biến động, riêng chỉ có tỉnh Bình Dương là có xu hướng tăng nhẹ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác hầu như vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Cụ thể Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Bình Phước có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh dao động 55 cho đến 57.000 đồng. Bình Dương phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh trong ngày hôm nay giao động 54 cho đến 57.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá bình quân 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác ở thị trường miền Nam, đặc biệt một số địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang 55 cho đến 57.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 55.000 đồng. Sóc Trăng giao động trong khoảng giá 56.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu có mức giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Kiên Giang dao động trong khoảng giá 54.000 đồng. Hậu Giang 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Cần Thơ có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Long phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. An Giang 56 cho đến 58.000 đồng Đồng tháp trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Long An có mức giá bình quân dao động từ 54 cho đến 57.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.